Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay kênh Trần Hạ cũng giới thiệu cho anh em chiếc âm ly Đờ Nông 1500R và Equine Victory Sia R7 và đôi loa Pioneer V26. Đây thì em cũng giới thiệu trước cho anh em chiếc Equine. Lắp liếc thì vẫn còn rất là đẹp nha. Em đã tháo sẵn ra cho anh em. Vít thì vẫn còn sáng choang này. Vít thì vẫn còn sáng choang. Thì dòng này thì cũng là rất là nổi tiếng rồi cho anh em. Thì con này thì dòng những cái cần gạt thì nó bằng bi và nó cũng rất là nhiều, và tần số của nó là từ bao nhiêu, 16, nó xuống rất sâu nhá. Đấy, xuống rất sâu và cao lên tần 32 kHz. Đấy, con này nó lên rất cao, nó là giải của nó rất là ấy, nghĩa là cái tần này nó giải bát nó xuống rất sâu, có nghĩa là có thể tăng lên và tiếng bát nó quánh rất là mạnh đấy. Thế để cho anh em hiểu được tại làm sao mà nó đi xuống 16. Bình thường ra những đôi loa ấy, anh em xem nó chỉ có từ 25-30 hẹp trở lên đến 32.000 hẹp đấy, nghĩa là có nghĩa là cái bát nó chỉ xuống trên sâu đấy thôi. Nhưng mà giải trầm của thằng đầy để nó kéo xuống tới tận 16, có nghĩa là nó đưa cái giải trầm nó lên, nó xuống rất sâu và tiếng bát nó tiếng nó rất nặng, để cho anh em mà thích nghe tiếng bát sâu thì nó sẽ hỗ trợ cho những chiếc âm ly để mà nó đánh không được tiếng bát, nó không được tốt, thì Equine này nó sẽ hỗ trợ cho anh em được cái tiếng bát rất tốt. Đấy, bản thân cái con R1000 này, 500 này, tiếng bát nó cũng rất là tốt. Đấy, đấy nếu mà anh em mà thích Equine thì nó sẽ hỗ trợ cái mảng đấy. Đấy, kể cả cái giải chép cũng thế, nó sẽ lên rất cao để cho anh em, kể cả giải mic, ví dụ như là tiếng hát của thu nó có thể bé thì con này nó sẽ nâng hỗ trợ lên để nó lên. Và cái mặt đèn điện tử ở đây thì nó cũng rất là đẹp. Thực sự ra thì em cũng bán cũng rất ít dòng Equine, nhưng mà nó về được những cái dòng Equine khủng và tiếng nó chất âm hay và đẹp. Đầu tiên là phải chọn nó phải là đẹp và chất âm hay thì em sẽ chọn lựa để em bán. Chứ còn em rất ít khi em bán Equine anh em nhé. Đấy, nhưng mà bao giờ những cái Equine mà dạng hàng chất lượng bao giờ em cũng có. Đầu tiên là cái nút power màu đỏ thì cũng rất là đẹp này. Equine 2, 4, 6, 8, 10, 12 gần cả. Bình thường ra những con nó chỉ giải của nó chỉ có khoảng tầm là 10. Thì con này là 12. Nên để cho anh em nó có thể 4, 3, 12 thì có mỗi cái giải bát có thể lên là 4 cần gạt. Để cho anh em điều chỉnh rất là dễ. Đấy, rất là dễ. Đấy, mỗi một vế. Ví dụ như là cái vế bên này nó thấp thì anh em có nâng lên, và vế bên này cao rồi thì anh em có thể hạ xuống. Đấy. Đây là có cái giếng là nâng tiếng. Đấy, cái nâng tiếng lên đây thì nó sẽ đẩy được những cái âm thanh cao lên. Đây nữa là đấy, nâng tiếng. Đấy. Thế nhưng mà nó cũng rất là mạnh, thế đâm ra là anh em chỉ cần nên để xanh thôi. Đấy. Chưa cần thiết phải nâng tiếng như này. Nếu mà ví dụ như đấy thì anh em nhìn thấy nó sẽ theo màu. Đấy, màu đỏ ở đây là rất là cao. Đấy, đây, đấy. Và đây là đây cái đây anh em có thể đánh chorus thì có thể để ở nút này hoặc để nốt man. Đấy. Còn ba cái nút này thì anh em không nên sử dụng làm gì, vì nó có thay đổi các cái chế độ của Equine ngược hay xuôi. Thì mình bây giờ mình đang đánh là xuôi lên thì mình không nên sử dụng những cái nút này. Đấy. Kể cả những cái nút này thì mình chỉ nâng lên một ít thôi. Đấy. Chủ yếu là cái tín hiệu đầu vào của mình nó tốt thì mình chỉ để ở cái mức xanh thôi. Mình không cần thiết, ví dụ như tín hiệu đầu vào mình kém cơ thì mình mới đưa cái này lên để nó tăng cái đường vào lên để cho nó mạnh lên. Đấy. Anh em nhé, anh em lưu ý cái này. Thế còn ở đây là các cái cổng thì anh em có thể ấn ra đây thì cái đường in này vào. Đấy. Ví dụ như là ấn đây thì nó sẽ đường vào của tép be 2 hoặc là
nó man đây tắt. Thế ví dụ như là mình đang ở cổng là đường vào đấy, đường lai đường vào và đường nó man thì mình sẽ ấn hai bên thì là sẽ đấy đây. Và đây là cái đường không quay quay này, thì anh em nhìn thấy hiện màu đỏ đường vào, nhưng mà đường ra là quay quay thì nó có chữ nước ban và hai cái chữ đỏ đây đấy. Đấy, đây là đường lai của tép be đấy. Đấy, cái này tắt đi và cắt đường vào đây để cho mình nó thành một cái vế hãy để này. Đây là nó cái đường nó không qua kích tiếng đấy nhá, không qua kích tiếng đấy. Để đây thì đường vào nó sẽ qua kích tiếng lên đấy, đấy thì con này thì size cũng rất là đẹp rồi. Và đây em sẽ chỉ ra đây tất cả cái đường này thì mặt của nó thì quá đẹp luôn đấy, tất cả Victor Sear R7 nó dòng Equine, các cái thành thiết này cũng còn rất là đẹp nha anh em nhá, còn rất là đẹp. Và đây em đã mở sẵn ruột gan rồi. Con này thì để mà nói về các cái thành quách thì anh em xem này. Đầu tiên thì về nhìn về các cái khái quát ban đầu thì nhìn cái thành quách ở đây thì nó là sắt thì chưa có hiện tượng gì hoen gì. Đấy. Đấy là cái nhìn đầu tiên. Còn nhìn thứ hai là vào là các cái mạch vỉ nó vẫn còn cực kỳ sạch sẽ, nó còn cực kỳ mới. Đấy. Nó còn cực kỳ mới. Đấy, anh em nhìn này. Kể cả nguồn nó còn rất là vàng này. Đến thứ hai và có cầu chì này cũng còn rất là sáng. Đấy, con này coi như là còn quá mới luôn. Đấy, quá mới. Đấy. Ở chỗ này các cái mạch đường vào vào cái mạch âm sắc ở đây thì em chỉ cho anh em xem mạch âm sắc. Đây là các cái mạch âm sắc của nó. Đấy. Còn rất là đẹp anh em nhá. Con này thì không phải nói rồi. Và đây, đây là các cái đường in Âu ra ngoài. Đấy. Con này thì sản xuất tại Nhật rồi. Điện 100V, công suất 20W. Make in Japan. Make in Japan. Và em cũng báo giá luôn cho anh em. Chiếc Equine Sear R7 của hãng Victor có cái giá là 6.200.000 đồng. Sang cái này thì em cũng đã giới thiệu qua về con này trước rồi, vì hôm nay em giới thiệu lại cho anh em là con 1500R cũng đẹp xuất sắc như con Equine kia. Để đây em lia cho anh em một đường, nó là mặt phay nhôm vàng xước. Anh em nhìn cái sơn xước của nó đó. Đấy. Màu vàng khôn. Đấy. Màu vàng khôn và tất cả các cái núm này vẫn còn rất là sáng. Đấy. Cũng còn rất là sáng anh em nhá. Đấy. Các cái chức năng thì như bát, chép, ba lăng, lau nớt này. Đây em sẽ test. Đây em. Đây em sẽ test cho anh em xem đây này. Đấy tiếng lên này. Đấy. Đấy tiếng nó lên hẳn này. Đấy tiếng nó lên rất mạnh. Đấy. Cái này mình không nên để cái này thôi. Đấy. Con này bài này phát lên tiếng bát nó rất là dày này. Đấy. Đấy, tất cả các cái chức năng thì hoạt động. Thế là con này như thế này. Đây. Đây chép này. Đây là ba lăng này. Đây là lau nớt này.
tất cả các cái ơi thì còn rất là đẹp. Đây, các cái cầu loa vẫn còn rất là vàng này. Đấy. Ở đây là đặc biệt là có con rề rề ao, anh em có thể là cắm súp vào đấy, hoặc là cắm ấy là tạo thành con rề hoặc là thành đần. Đây các cái cầu loa đây thì là điện 100V, công suất của nó là 250W nhé, 250W. Vâng, em sẽ báo giá cho anh em. Chiếc âm ly Đờ Nông 1500R này là 9.200.000 đồng. 9.200.000 đồng. Vâng, xin trở lại với cả đôi loa cuối cùng. Đó là đôi Pioneer V26. Thì đây bây giờ thì em cũng cho anh em, trước tiên là em cho anh em xem cái nội thất bên trong. Thùng vách đấy, cũng còn rất là mới này, vàng ươm tất cả phần tần. Và anh em lưu ý, cái này nó là cái đen đen này, đây này, cái đen đen này nó là cái cầu chì để bảo vệ loa bát và loa thép. Đây là cuộn cản này, đấy, cuộn cản tụ và trầm để quả loa bát và loa thép. Đây là cái củ loa này, đây anh em nhìn nó cầu không, đấy, nó to này cơ mà. Đây em đang bật đi nhá, em đang bật. Để em quay như thế này để cho anh em xem này, nó củ nó vàng ươm thế này. Đấy, để cái này thì sợ nó gục thì thôi, thì em phải cầm tay và anh em nhìn này. Đấy. Đấy. Củ nó vàng ươm. Đấy, tất cả các cái ấy thì là nguyên zin hết anh em nhá. Đấy, nguyên zin hết. Và cái củ bát của nó rất là to. Đấy. Củ bát của nó thì nó to như này, cái vành như này. Đấy. Và nó có cái bọc ngoài chống nhiễu. Đấy. Rất là tốt và chống cái hạn chế được giảm được cái hoại tử của nam châm, nên là cái nam châm của nó rất là bền. Và anh em phải khẳng định được với anh em là khi mà mua cái loa ở hàng siêu thị thì thời điểm bây giờ thì cái chất lượng của cục nam châm nó rất là kém. Nếu mà anh em mà mua những cái hàng của Trung Quốc chỉ được dùng khoảng tầm 2-3 năm đầu thì tiếng nó còn hay. Về sau khi mà nó mất từ đi thì cái chất lượng của loa nó sẽ kém đi và nó ăn công suất. Vì ví dụ như là độ nhạy của đôi loa ví dụ như là 90 thì về sau là nó kém đi, nó chỉ còn tầm 50-60 thôi. Bình thường ra mình có thể vận 5 đến 9 giờ là có thể nghe được. Nhưng bây giờ mình có thể ví dụ như nó mất từ đi thì mình càng phải vặn to, nó ăn công suất lên thì coi như là cái từ nó kém đi. Đấy. Thế nhưng mà với cái những cái dòng loa bãi bây giờ thì là dòng loa bãi thì nó cái từ nó sẽ đi mãi mãi theo thời gian và không bị mất từ. Đấy, tại làm sao mà những cái sản phẩm mà anh em vẫn đi mua loa bãi là tại làm sao mà người ta không mua loa mới là như thế. Đấy, đây để em giới thiệu cho anh em hiểu được tại làm sao cái loa bãi nó, tại sao nó tồn tại được đến bây giờ. Vì những cái đôi loa bãi thì càng đôi loa cổ, ví dụ như những cái đôi loa mà loa từ Enico thì đúng là chất âm nó ra được ví dụ như 90 dB thì nó mãi mãi về sau được dB. Và bây giờ em sẽ giới thiệu lại thêm cho anh em về con này là gân zin nhá, gân zin của nó đây. Đấy, gần zin. Đấy, thùng vách bên trong thì nó là nỉ rồi. Đấy, gần zin. Khung ở ngoài là khung nhựa đúc, khung cao su đúc rất là dày. Đấy, màng giấy còn đấy rất là zin. Đấy, hai tuyến loa thì cũng rất là đều. Thì anh em chờ em tí để em lắp lại cho anh em nhé. Vâng, bây giờ thì em đã lắp lại cho anh em. Đấy, em trở sang cái chiếc loa bên này. Đấy, chiếc loa bên này hai con chép thì nó vẫn xanh gì, và đây là lỗ thông hơi và cái chỉnh góc nghe của hai con chép. Thì anh em nếu mà để hai con mà nó nghe thì anh em để ở giữa nhá, để ở giữa. Còn thùng góc cạnh đây, con này về thì cũng là rất là đẹp rồi. Đấy, về rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Có nhiều anh em thì bảo là anh ơi, đôi loa này thì nó mới khoảng bao nhiêu phần trăm? Thế mình thì bảo là thôi thì nó cũng trên 90%.
nhưng mà bảo nói thực sự ra loa mà nó không xước ý, mà xuất từ sản xuất từ những cái năm tám mấy mà nó bảo thật phải đẹp thì nó thực sự ra đây này. Ở bên Nhật thì người ta ngày xưa người ta làm gì có cái giá treo thì người ta phải bắt lỗ đây. Thế nhưng mà cái lỗ này thì có ảnh hưởng gì đâu. Đây này, người ta sẽ có lỗ chiếc ở đây cho mình. Đấy, người ta chỉ bắt vào thôi. Đây là lỗ, này là lỗ 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 chiếc nhá. Đấy, nó khoan lỗ chiếc ở đây hết tất cả. Nó rất là đây là băng dính này. Đấy. Thì nó thực sự ra nó ở đằng sau lưng thôi. Nó cũng không ảnh hưởng gì. Và quan trọng nó là cái tuyến loa và thùng góc cạnh nó không bị bể nở. Đấy này, không bị bể nở. Mà thùng góc cạnh thì rất là vuông thành sắc cạnh. Đấy, đây là bẩn này. Đấy. Nên nó bảo là mấy cái bảo nếu mà như đập hộp thì thôi các bác ra siêu thị. Nhưng còn em thì em không có những cái loa mà nó đẹp như đập hộp đâu. Đấy, nói thẳng như thế. Còn để mà nói tính bao nhiêu phần trăm thì thôi các bác tự ấy. Thế còn như thế này thì là thứ nhất là tuyến loa. Đầu tiên là loa zin. Đấy, em cứ phải khẳng định là loa zin, cam kết và coi như nếu mà sai đổi lại luôn, trả lại hàng. Đấy, cam kết là zin. Và thứ hai là tuyến loa rất là đều. Đấy, tuyến loa rất đều và gân zin, tất cả những cái khác là zin. Thế còn lại thùng góc cạnh thì là đều, không bị bể nở. Đấy, không bị bể nở. Đấy. Thì là chứ còn bảo để mà nó không để mà xước sát thì em nói thật sự là không thể tránh khỏi. Để em nói thẳng. Và đây là ê căng. Ê căng của nó thì đây, nó là ở đầu này, nó là đầu nhựa. Nên nó màu đen piano và nó có một cái chỉ vàng. Đấy, chỉ vàng và chữ Pioneer. Đấy. Tất cả các góc cạnh thì rất là đều rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và khung của nó đây làm rất là chắc chắn, khung nhựa. Anh em bẩn anh em có thể giặt được. Trở sang cái chiếc này. Đấy, chiếc này đấy anh em nhìn này, nó đen thế này không? Đây là chưa lau các thứ vào thì nó lau vào thì nó còn đẹp nữa. Đấy, chữ nhôm. Còn không thì không không thì không bị gãy ghét các thứ nha. Đấy, rất là đẹp. Và đôi loa này thì em đang bán với cái giá là 5 triệu 200 nghìn đồng. Anh em nào mà quan tâm đến đôi loa này thì cũng alo cho em. Em sẽ gửi những hình chi tiết kể cả equalizer, âm ly. Và đây là những cái giá mà nó cũng rất là tốt. Và để cho anh em có thể nghe nhạc và hát karaoke. Bộ này anh em có thể kết hợp hát karaoke được. Vì lắp thêm vang và mic nữa thôi thì là hát được rất tốt rồi anh em nhé. Cứ phòng tầm 25 mét vuông đổ lại. Nói khiêm tốn thế. Nếu mà hát mà để mà tiếng bát nó lực hơn tí nữa thì lắp thêm con súp thì là rất tốt luôn. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Và anh em nào cảm thấy yêu mến kênh của em thì cũng cho em xin một like và nhấn nút đăng ký và để nhận được thông báo mới nhất. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.